Taxi, taxi. Rồi các bạn, thì clip này thì mình sẽ đi vào cái chỗ là cánh cổng bí mật các bạn ạ. Nhưng mà trước tiên thì ngày hôm nay mình đang ghi video á. Mình đang video thì mình bị không có thông báo các bạn ạ. Mình bị không có thông báo cho nên là sẽ rất ít bạn biết, rất ít bạn xem cái video của mình luôn mọi người. Ngày hôm nay mình cũng khá là buồn luôn. Mà thôi không sao mọi người, dù sao là cũng có một vài bạn xem video của mình cũng khá là vui nhưng mà vẫn buồn quá cả chữ á. Cho nên là các bạn xem video đừng quên bấm nút like nha các bạn nè. Để mình có lại đề xuất nha, chứ kiểu này là chắc có lẽ là sốc luôn á, tấu không ngủ được đây. Ok, và bây giờ thì mình nghe nói là có cái chỗ gọi là cánh cổng bí mật gì đấy. Ok, hoặc là một cái đường hầm bí mật nào đấy. Đây, mình sẽ đi vào một cái lối nha. Mà cái lối này có thể là đi vào được nha các bạn. Đây, nhưng mà nó đã bị chặn rồi nhưng mà vẫn vào được nha mọi người ạ. Đây nha các bạn ạ. Thì ngay cái chỗ này nè mọi người ạ. Thì tại sao mình nói là ngay cái chỗ này? Thì bây giờ các bạn có tin là mình vào bên trong này được không? Mình có tin là các bạn mình đi vào bên trong này được không? Hiện tại là mình đi vào không bao giờ được nha. Nhưng mà thực chất là mình vào được nha các bạn ạ. Mình vào được bằng cách nào? Thì bây giờ thì mình sẽ mọi người sử dụng một cho mình một con ạc khác các bạn. Thì cái này mọi người phải nhờ gọi là nhờ đồng đội mình nha các bạn ạ. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy một cái ạc khác, một cái ạc phụ của mình nha. Mình qua để mình tele nha. Đấy, các bạn đi hùm này mình cũng sợ chứ, nhưng mà sợ nhất là không có thông báo mọi người ơi. Không biết mọi người xem video này có thông báo hay không nữa. Ồ mà các bạn ạ, không biết mọi người xem video này mình đăng lên không biết nó có thông báo hay không nữa mọi người ạ. Và nếu mà có thông báo thì mọi người bình luận phía dưới cho mình nha, mà còn không có thông báo thì mọi người bình luận phía dưới cho mình luôn để mình biết nha. Trời ơi, khá là buồn các bạn ạ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đang tele một cái khác qua đây. Thì bây giờ thì mình sẽ vô bên trong này nha. Thì bên trong này vẫn vô được nha. Ấy, đây, cái thằng ba này nó vô được này. À, thằng ba này nó vô được đây mọi người. Ôi trời ơi. Đấy mọi người thấy chưa? Mình vừa tele khác là nó qua bên trong này luôn các bạn ạ. Đó. Là bây giờ thì làm bằng cách nào thì mình sẽ chỉ nha, nó cũng đơn giản thôi. Ok, thì chẳng hạn như đồng đội đứng ngay gần cái cửa đây nha, mọi người bấm vô đó, mọi người tele. Đó, theo dõi là mình rớt qua bên trong rồi mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, xịn đúng không các bạn ơi? Ok các bạn ạ. Đó, ok, và bên trong này mình đi được nha. Đi được như thuộc luôn. Ui. Ui bên trong mấy cái cửa này, mình vô được không ta? Ok. Và cái chỗ này nó có mở cửa nè. Vào được không? Vào được không? Vào được không? Vào được không? Không được các bạn ạ. Ơi bên này vào được này, bên này nó tự động mở cửa này, thế là chỗ này sau này sẽ mở nhưng mà bây giờ mình đã phát hiện ra đây một cái góc bung mà có thể là bung vào trong này được luôn mà. Xịn dữ ta. Ui ôi, thùng nè, rồi nhà hóa học nè, có ghế ngầu được không? Ghế ngầu không được các bạn ơi, nhưng mà bên trong này sau này nó sẽ mở nhưng mà bây giờ mình đã bước vào bên trong cánh cổng mới rồi mọi người ạ. Có một cái lối đi bí mật mà 99% các bạn bây giờ các bạn chưa biết mọi người ạ. Ui bây giờ mình mới để ý luôn mọi người ơi. Trời ơi, ui ôi, tại sao mình không biết sớm nhờ. Trời ơi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua bên đây. Nó có một cái lối mới nè. Bây giờ thì mình sẽ đi nha. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên này thử coi có cái gì nha mọi người ơi. Ủa? Nó không vào được ta? Không vào được các bạn ạ. Thế là giờ sao? Ok, thì bây giờ thì mình không có lối qua bên trong này được các bạn ạ. Thì trong này thì sau này nó sẽ mở nha. Tại vì nó có một cánh cổng á các bạn. Ui. Ok mọi người ạ. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ đi ngược lại mọi người. Mọi người thấy cái đường này nhìn nó bí ẩn đúng không mọi người? Mọi người nhìn thấy cái đường này rất là bí ẩn đúng không các bạn? Ui, rất là nhiều người vào trong này luôn các bạn ơi. Ôi giời ơi, và ở trong này thì nó ở trong này nó có mấy cái cửa này sau này nó sẽ mở thêm mọi người ạ. Nhưng mình vào không có được các bạn ơi. Nhưng mà để mình bấm tele bạn bè thử coi nó có được không nha. Theo dõi. Ui, không có được. Để mình bung lắc coi. Nó có qua được không? Qua được không? Không qua được các bạn. Bên trong này mình thấy cái gì nè. Bên trong này nó có cái lỗ nào để mình nhìn coi. Mọi người nhìn cái lỗ, mọi người nhìn có chịu khó nhìn cái lỗ nha. Trời ơi, bên trong nó có một cái gì, mấy cái hộp nè. Rồi mấy cái gì đó bí ẩn đấy, sau này còn đây là mở cửa nè. Đấy, bể ké, bể kính nè. À, còn đây là cái phòng thí nghiệm. Lý do tại sao cái chỗ này nó bị nhiễm độc là do mấy ông thí nghiệm đó xong rồi đổ nước ra biển, giống như là ở đây, đây là mấy cái thùng khoa học này mọi người thấy không? Đó, bị nhiễm phóng xạ bị đổ ra đấy, bây giờ lan tràn cho nên là mấy con kia nó bị nhiễm các bạn ạ. Trời ơi, ghê chưa. Còn cái chỗ này là cái chỗ nào đây? Không biết bung được không ta? Đây nè. Trời ơi, cái chỗ này mình bung được không con? Bung được con, mình thấy kia mình bung được không nha. Rồi. Ui giời ơi, được kìa. Ban chung được kìa. Woo! Chung đây được nè. Wow! Thế là ở trong này là chúng ta sẽ có một cái chỗ mới mọi người, đi ra được không? Tí nữa đi ra không được. Ôi giời luôn. Rồi ở bên trong này nó cũng có hai cái thùng.
và có mấy cái thùng nhỏ bạn ạ. Wow, ê, góc bùng, mình vừa phát hiện ra một cái góc. Bật camera lên. Camera lên không có thấy được mọi người ạ. Nhưng mà để xe ra thì ui, nhưng mà mình nhìn xung quanh kia nó cũng vậy thôi. Đây, đứng ở đây nè, bật chiếc xe lên. Bật chiếc xe nào nhỉ? Xe đây đi. Được không? Xe đây không được. Xe tránh đi. Đó, xe tránh thì lại được nha. Quay cái gì vậy mọi người ơi? Mọi người thấy cái đường hầm bí mật ở dưới này nữa nè. Đó, quay, mình nhìn được bên thùng bên đây luôn. Bên này nó có mấy cái cọng dây các bạn ạ. Mình lái được không? Ủa, lái được. Lái được các bạn ạ. Nhưng mà có vẻ là không ổn rồi. Ui, té ơi. Ờ, không ra được rồi kìa. Không ra được là ối rồi, ôi đấy nhờ. Ok, mình đã ra ngoài được rồi mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ chung vô bên trong này nha. Chung bên này được không? Chung bên này không được các bạn ơi. Mình sẽ đứng vô góc này, đứng vô góc này nè. Tê le coi. Ủa, không được. Thì cái này bên trong thì mọi người thấy nha. Bên trong này thì mình thấy nó có mấy cái thùng. Mấy cái thùng nó cũng vậy thôi chứ không có gì mọi người ạ. Rồi cái chỗ phòng đây là phòng hồi nãy mình vào không được nè. Phòng đây thì vào được. Ê, nhưng mà từ từ, mình đứng trong góc này mình bung coi. Mình đứng trong này mình bật xe được mà, mình bung được mà. Đó, đó, mọi người thấy không? Tôi taxi. Oh! Wow! Oh! Oh! Cái gì vậy? Từ. Mình đang ở dưới nước. Trời ơi. Cái gì vậy? Mình đang ở đâu đây? What the... Mình lần đầu tiên mình vào được cái chỗ này mọi người ạ. Cái chỗ này mình phải cẩn thận nha. Không thôi là mình đi dịch lên. Đó mọi người thấy không? Cái chỗ này là cái chỗ bao các bạn ạ. Nhưng mà mình đụng vô là bao luôn rồi. Ôi ôi, xịn chưa? Đứng vô này mình bật cái thiên là được không? Rồi, bật cái thiên lên mắt rồi. Trời ơi, buồn á. Không sao. Làm lại được. Trời ơi, phát hiện ngay cái động trời. Ok, xuống này tắt đi. Đó, đi vô trong này được luôn. Mọi người thấy không? Trời ơi. Nhưng mà khoan từ. Mà khoan. Mình không có nên đi xuống đó nữa. Bây giờ mình sẽ đi qua bên phòng kia luôn, để biết được không nữa. Đây, mình sẽ lên lại. Lại. Đây, đầu tiên là mình sẽ bớt ra nha. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ giục chiếc xe ra. Ơ, nhưng mà mình bị kẹt rồi mọi người ạ. Mình bị kẹt rồi. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái này. Nhảy lên. Ồ, nhảy lên phòng này được không ta? Ồ, không được. Nhảy lên nó bị đụng cái đầu cái gì vậy mọi người ạ? Cũng khó chịu phết đấy. Trời ơi, không biết ai xuống đấy chưa? Mình đã vô tình mình rớt xuống đấy các bạn ạ. Không ngờ luôn đấy mọi người. Đúng là góc bung này, đúng là... nhảy qua. Trời ơi, mình đang cố gắng nhảy qua mà không được các bạn ạ. Thề, khó lắm mọi người ơi. Chứ không phải dễ gì đâu mọi người ạ. Khó lắm. Đây, vào lại nào. Ok. Chạy qua đây. Đó. Mình nghĩ là mình sẽ có nhiều góc bung lắm nha. Chỗ này bung được nè. Chắc luôn. Bung được nhưng mà rớt xuống luôn. Bung được nhưng mà rớt xuống luôn nè, thấy chưa? Trời ơi. Ok các bạn ạ. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đi vô lại trong phòng này. Mình sẽ bung từ từ nha. Mình đi xuống bên kia lại. Mình đang cố gắng đi xuống dưới lòng đất chỗ kia kìa. Hóa ra là như thế các bạn. Hóa ra là cái bẫy nó là như thế nha. Đi qua đây. Đó là mình chung được xuống dưới đây nha. Và cái chỗ này hiện tại là mình chỉ có mình biết thôi. Ui trời ơi. Cái chỗ này hiện tại là chỉ có mình xuống đây được thôi mọi người à. Thấy ảo không? Ảo chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái gậy nhảy này, mình nhảy lên nóc này được không? Ồ không được. Thế là không được rồi. Không được rồi nha các bạn ơi. Ui xịn nhờ. Ở đâu vậy? Ở dưới lòng đất chứ đâu. Ôi ơi. Ở dưới lòng đất nè. Nhảy lên đây, nhà nhảy lên không có được nha, nó cắt đục đầu trên rồi. Đó. Ui sao mà đi qua đây được? Đi qua bên này là nó bao bên kia luôn. Đi qua này là bao bên kia luôn. Đấy. Ok, để mình bao thử nha, mình sẽ bao thử nha. Ơi, nhưng mà đi xuống là được, đi xuống là được nha. Mình sẽ đi sát mép tí, Không được luôn. Cái chỗ này nó bị dính rồi nè. Đó. Ô, mình bao qua đây nó có cái cục nó cản rồi mọi người, nó hơi khó chịu một chút mà rớt xuống vẫn được. Ô. Mình bao qua bên này nè. Ô. What the hell? Mình vô phòng đây được nè. Đúng không? Ui, tuy là không vô phòng được nhưng mà mình đi được các bạn ạ. Uầy. Hiện tượng mới các bạn ơi. Trong phòng này chả có gì đâu. Ok, mình bơi vào đây được luôn. Ui, bạn kia bay à. Còn cái lỗ này là cái chỗ đi vô cái cổng nè. Ồ, xịn chưa?
Cái chỗ này, à cái chỗ này có bức tường các bạn, mà nhảy ra được không? Nhảy ra được nha. What the, trời ơi, mình đi vào không được nha các bạn, mình đi vào không được nhưng mà mình đi ra bên ngoài được. Quay và nước màu xanh rất là bự, rất là dài luôn. Trời ơi, xỉ nóng, xỉ nóng. Ê, đi bên đây được nè. Woohoo, chơi trốn tìm ở trong này, đúng rồi ha. Lần sau mình sẽ chơi trốn tìm ở trong này nha các bạn ạ. Ok, trời ơi, nhưng mà video này biết sợ nó không có thông báo, mọi người mình buồn lắm á mọi người ạ. Ui, xỉn chưa? Ui, trời ơi, xỉn xòa thế này mà không bấm lái nữa tôi buồn lắm đi. Ui, trời ơi, con này nước kìa, trời ơi, làm sao mà biết được mình ở trong này. Mình nhảy vô cái lỗ này được không, nhảy vô cái lỗ được không? Nhảy vô. Nó có cái cục gì nó cắn cắn cái gì. Không có được, không được, không được. Ui, xỉn vãi trưởng. Ok, mình đứng ở chỗ này mình bật xe lên được không? Ê, cắn chuột nè. Chuột chạy bà rồi, chuột chạy rồi. Mình sẽ đứng đây bật xe lên. Bật xe lên, các bạn ở trong này thấy nha. Mình sẽ cho người ngồi vào trong này. Mình sẽ cho một người vào trong này chứ. Mình sẽ cho một người vào trong này nè. Đó, ok, mình sẽ bật cái chiếc thuyền lên. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, xịn luôn. Sao mà vô trong này được? Trời ơi, xịn luôn. Rồi mình hiện tại là mình có thể là đứng bên ngoài đây là để câu, đứng ở bên ngoài để câu cá được luôn nha. Đây đây, đâu câu cá đâu, đây mày câu được luôn nè. Đó, câu được luôn nha các bạn. Ấy. Từ. Nó bảo là hình như là chờ chút các bạn ạ. Nó bảo là ở đây không câu được. Ở đây không câu được. À, hóa ra là như thế các bạn à. Thế là bên ngoài không câu được nha. Chỗ này thì sao? Chỗ này cũng không câu được luôn. Chỗ này thì sao? À, chỗ này cũng không câu được luôn, kiểu như nó bị bí ẩn á, nó bị lỗi á, nó không cho câu ấy mọi người. Uầy. Xịn. Ê, con chuột. Con chuột này mình bắt được không? Con chuột này bắt sợ không được các bạn, nó có cái bức tường như thế này nè. Ồ, không được rồi. Mình có thể là chui bên trong này được nè, mình chui bên trong này được nè các bạn. Nhưng mà mình có thể là đi bên kia được, nhảy này được nè. Nhảy lên vô. Đó, trời ơi. Trời ơi. Ô! Mình rớt xuống lại cái chỗ nào đây? Ôi giời ơi, rớt xuống cái chỗ nào đây, tôi quay lại cho ông Ban coi. Đây, ông Ban đây mọi người ạ. Đủ, trời ơi, xịn chưa, quá trời xịn luôn rồi. Ok, lần này thì mình sẽ sử dụng cái khinh khí cầu. Đấy, để mình di chuyển các bạn ạ. Mình sẽ nhảy lên đây dần dần coi. Nhảy lên, nó bị dính cái gì ấy. Rồi, mình sẽ bơi bên này nha, lần hồi nãy mình bơi bên kia, bây giờ lần này mình bơi bên này. Đi vô không được không nha mọi người, mình chỉ đứng không ngồi đây thôi, không biết bên ngoài kia nó thấy mình không nữa. Đó, mấy căn phòng hồi nãy mình vào kìa, xịn chưa, trời ơi, nhảy lên đây. Đó, ôi nhảy này không được luôn. Trời ơi, á, à, cái chỗ này được nè. Xịn chưa. Rồi mấy cái thùng này mình vào được không? Mình nghĩ là vào được á mọi người, mấy cái thùng này mình nghĩ vào được á. Nhưng mà mình phải đứng ở bên thùng bên kia. Còn cái chỗ này không vào được. À, nhảy lên đây, ấy cha. Xuống nè, ui. Trời ơi, lần sau chơi trốn tìm nha. Ok nha, ok. Nếu video này tầm 1000 like thì lần sau mình sẽ rủ đâu đấy tầm vài chục bạn chơi trốn tìm vào trong này nhá. Ok, ui rồi ơi, leo chỗ này nào. Ui, mấy cái chỗ này là game nó lỗi mọi người ạ. À. Ê, nhưng mà khoan. Mình có một cái ý nữa. Ê, là rớt xuống đây rồi. Mình nhảy lên đây được này đúng không? Nhảy lên đây. À, chỗ này được. Thế là bây giờ nếu mình nhảy lên, mình đụng cái đầu ở trên kia là mình sẽ tách. À, mình sẽ bị té. Bây giờ làm sao mình canh cho nó không bị té nha. Mình canh làm sao cho nó không đụng đầu nha. Mình sẽ định lên trên nóc các bạn ạ. Mình sẽ lên trên nóc. Ô, nhưng mà nó không cho mình lên cái gì. Nó cứ bị đụng cái gì. Đứng chỗ này được này. Ô, cũng không luôn, khó nha. Sẽ đứng vô đây. Nhảy lên chỗ này. Ở chỗ này nó có bị dướng cái gì rồi. Ui rồi. Không sao. Ui lên được nè. Nhưng mà nó lại khó quá. Các bạn ạ. Nhảy lên. Ui khó nha, cao quá nha. Ok, mình sẽ kiếm một bậc nào đấy mình sẽ nhảy lên được rồi. À, cái chỗ này được rồi, mình nghĩ là lên cái chỗ này được nè. Ồ, cái chỗ này cũng bị dướng luôn. Gì kẹp thế. Mình sẽ đứng ngay mép đây, mình sẽ đứng ngay chỗ đây. Ồ, được. Nhảy xíu lên cũng không có được luôn. Đó là cái chỗ này khó nhảy rồi. Ồ, khó nhảy rồi mọi người ơi. Ok, không sao, mình sẽ bơi qua bên này đi. Ok, mấy... Ê, gì vậy? Trời ơi, ai mượn đi qua chỗ đó trời ơi. Mình không đi qua chỗ đó mà nó cho mình qua chỗ đó qua trời. Ui các bạn ạ, à. Ok, thì mình đã lỡ vào bên khu vực nào đây rồi. Chắc là khu trung tâm mọi người, chắc luôn.
Đấy, thấy chưa, có sai đâu. Ok, mình biết ngay đụng vô cái lỗ nó một chút xíu thôi, nó cũng bị dịch bên trong nữa. Để mình đi lại bạn ơi, để mình đi lại cho mình tí mọi người ạ. Ui ơi, đang vui thì nó lại bị hết mọi người ạ. Trời ơi, không ngờ mình lại đi qua một đường gọi là bí mật đấy nữa. Mình tưởng là cái bí mật là chỉ là lên chỗ này thôi, nhưng mà đây không phải là một bí mật nha mọi người. Ở dưới này là một cái góc bung các bạn ạ, một góc bung nha. Đó, mình có thể là đi lên lên xuống bình thường luôn, nhưng mà có vẻ là nó không cho mình đi mọi người ạ. Nó chỉ cho mình bơi thôi đấy, nó không cho mình rớt xuống đây được nha. Ok, mình không đi, mình xin cho mình đi hoài vậy trời. Trời ơi, ép hoài. Đáng thấy thì lại cho mình đi về, buồn ghê. Chờ mình tí nha bạn ơi, để mình đây, ok. Quay lại, trời ơi, cái chỗ kia đang vui, cứ cho mình đi qua bên chỗ này. Qua chỗ này chi có đâu hay trời. Ok, rồi đâm qua bên này nào, xuống nào, đây. Đáng vui nha. Ừ. Ok, sắp rồi mọi người. Mình quay lại mình coi có gì bị đúng không? Thì đầu tiên mình nhìn sơ sơ qua cái phòng này nha. Mấy cái phòng này hồi nãy mình bảo như chưa nhìn kỹ đúng không? Mình sẽ cho các bạn nhìn kỹ lại. Ở phòng dưới đây là nó có mấy cái cổng giấy. Ở phòng bên này nó có mấy cái thùng, hồi nãy mình cho mọi người xem rồi. Không biết bung cái này không được nha. Mình sẽ bung dưới này được. Ở này là một cái đệm á. Cũng không biết tại sao game lại để cái đệm ở dưới đây nữa. Mấy đệm đi làm gì? Để cho một người bung à? Có thể là mọi người. Có thể là cho một người bung á. Ôi giời ơi, xịn chưa? Quá xịn luôn. Bây giờ mình sẽ đứng lên cái chỗ này. Không, cái chỗ này để mình nhảy lên. Mình đang cố gắng lên trên nóc rồi bạn. Lên trên nóc thì có vẻ không được ta. Chỗ này nhảy lên thì không bị dính cái gì. Ôi, nhưng mà mình nhảy lên là bị có chuyện á. What the im các bạn, im lặng các bạn ạ. Cái này mình mà bay màu là bao mày ấy. Trời ơi, cái chỗ này đi được nè. Mình có thể lên trên nóc nhà luôn. Trời ơi, cái gì mà nó ảo ma ta-la-la-ta-la thế này. Đúng rồi. Trời ơi, nhảy lên. Ui, xịn chưa. Xịn chưa, cái này lên được đúng không? Cái này mình nghĩ là lên được nữa các bạn ạ. Nhưng mà mình... Ê, lại rớt xuống rồi. Không sao, tôi biết cái mèo à. Đầu tiên là lấy này cho đây, nhảy lên đây. Ui, không được, lại. Không sao, là mình làm là nhiều lần lại được rồi mọi người. Nhảy lên. Đó, mọi người thấy không? Đấy, ok. Sorry bạn té hoài trời. Nhảy lên nè. Đó, ê, gì vậy, sao té hoài vậy? Lên. Đó, mình phải sơ ngay cái mép này nha, ngay cái mép này. Đó, rồi mình tắt cái xe xuống. Đó, mình đi lên đây. Mình sử dụng cái mèo này, mình đi qua máy này. Đúng rồi, mình có thể đi vô mấy cái phòng này bình thường nha. Nhưng mà mình không đi đâu, mình sẽ đi một cái đường khác các bạn ạ. Mình sẽ cẩn thận hơn một chút xíu, mình sẽ đi bên này. Mình sẽ đi vào mấy cái màn này. Mình sẽ nhảy lên đây, mình sẽ dùng cái này nha, bình tĩnh nha. Nhảy lên được không? Được luôn. What the... Trời ơi, cái gì vậy? Bà con ơi, cái gì vậy? Ui. Trời ơi, mình đang đi lên cái chỗ mà cái mặt trắng à mọi người. Mình có thể bung qua bên kia luôn. Ôi, sao đó, nó bay dữ vậy? Nhảy lên. Ôi, lên được rồi. Ui. Mình đã đi qua căn phòng này luôn. Ủa, ôi sao đi lên đây này luôn? Sao mình đi lên bầu trời luôn rồi? Cái gì thế đây? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy trời? Ảo gì trời? Đúng là ảo ma cái thật sự đấy mọi người ơi. Ui giời ơi, ok. Công nhận là cái chỗ này là công nhận là chỉ có mình biết cái chỗ này thôi. Chắc là không ai lên luôn á. Thay vì chắc là mỗi mình ra thì chắc không ai lên luôn mọi người ạ. Không biết ai lên chưa? Ok, chưa ai lên luôn các mọi người ạ. Mình là người lên đầu tiên. Ok, nhưng mà khoác từ cái chỗ này sẽ nó lên. Ê, đi xuống này được. Ui, đi vô trong này được nè. Đi vô được không? Đi vô chắc được á. Để mình nhìn coi. À không được, tôi nhìn là tôi biết rồi. Ok. Mấy cái mẹo đây dưới đây là nó không cho đi nè. Bên ngồi đây thì nó không có bức tường. Thế là mình sẽ rớt xuống. Đúng rồi, ok. Không sao, bình tê lê lại. Ai ta quên rồi. Đây. Ui, xịn chưa? Thế là mình sẽ đi qua bên này rớt nè. Rớt xuống này. Từ. Bấm như người đây cái đó. Mình đi xuống này nha. Đi xuống này có té không nha? Không té. Ô, té rồi. Té rồi. Ok, sao té chung vậy? Ô, ô.
Gì vậy? Tự nhiên mình nó giật giật cái gì? Tự nhiên nó giật giật cái gì mọi người? Trời ơi, để mình tele lại cái chỗ kia thôi. Hồi nãy mọi người thấy mình đứng ngược đúng không? Ừ, ngược. Công nhận là ngược thật đấy. Mình sẽ leo lên lại nhá. Mình sẽ leo lên lại mình, nhưng mà mình sẽ đi một cái chỗ khác các bạn ạ. Đầu tiên mình sẽ nhảy lên đây. Đấy, mọi người nhớ nha, mọi người nhớ. Bạn nào muốn khám phá thì có thể là làm theo giống mình cũng được. Nó dễ mọi người ạ. Chị nhảy lên đây. Đó. Mình đi vô mấy cái phòng này cũng được, nhưng mà mấy cái chỗ này hồi nãy mình lên rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cuộc khác đi. Cuộc nào ta? Mình sẽ đi bên này đi. Mình sẽ lên trên này. Nhưng bây giờ mình có bia tôm nữa là hay. Lộn, có đúng rồi, có bia tôm nữa là hay. Bây giờ không có bia tôm nào, tiếc quá. Có không ta? Không có bia tôm. Mình chỉ có bao giờ ti thôi. À, cái chỗ cái mù đang đây được không ta? Không qua được. Mình nghĩ là đứng. Ê, nhưng mà khoan. Cái chỗ đèn đèn này nhảy được này, mình nghĩ là nhảy được này. Đấy. Mọi người thấy không? Bắt cua. Đó, phải bắt cua các bạn ạ. Cái này chơi bắt cua này. Rồi, cái này là mình sẽ cho bật cái cầu lên. Mọi người biết để làm gì không? Mình để mình nhảy lên đây. Ờ từ. Mình nhảy lên đây cái đã. Đầu tiên nhảy lên đây cái đã. Rồi bật cái cầu lên. Ờ, cái không được, mình té mọi người ạ. Mình sẽ nhảy qua đây luôn nha. Bay qua đây nha. Biểu quá. Ú. Rớt xuống rồi, buồn quá. Là. Không, mình sẽ không đi đường đó, mình sẽ đi đường này nè. Đó. Khinh khí cầu đâu, khinh khí cầu đâu. Đâu rồi? Ở đây. Chạy qua đây. Đó. Qua được, ê qua được, không qua được. Ê, được không vậy? Ồ, được, tôi nghĩ là được ấy. Tôi thấy nó cưng cái gì. Lại nha. Chạy qua nè. Ồ, qua được nha. Rồi. Lên đây được, lên nữa được không? Tôi nghĩ là lên nữa được ấy. Đấy. Vừa lên được xong. Trời ơi. Mình vừa lên được xong lại bị dưới trúng cái gì, té hoài trời. Nhảy đây nè. Chạy qua đây nè. Đó, rồi ok, sau khi qua tới đây mình sẽ nhảy lên một bậc rồi mình sẽ té xuống. Đó. Rồi, vậy bây giờ thì mình đã trở thành qua đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho mấy bạn kia, để mình cho thằng bạn kia tele qua cái đã. Phải phụ mọi người. Đây. Nhảy lên là mình bị dứt xuống nha. Đó, hồi nãy mình có thử rồi. Không đi lại chỗ đó nữa, mình sẽ nhảy lên đây, quẹo lên. Ô, không được, được. Kiểu này là mình phải không đi nữa, mình sẽ đi lên này luôn. Đấy, đi vào trên này luôn. À, ủa? Ê, chỗ này đứng được nè. Ô. Từ từ. Cái này nhảy được nè, lên nè, đó. Lên nè. Lên luôn. Ôi, cái gì? Mắt. À, hóa ra là như thế à. À, hóa ra là như thế à. Tưởng như thế nào, mình bay lên nóc luôn các bạn ơi. Quái cái chữ còn lên trên nóc luôn các bạn à. Ôi ơi. Xịn chưa, từ, để tôi lấy ban qua nữa. Rồi tôi đi qua bên ngồi đây có té không? À, không té luôn rồi, thế là trên này là cái tường ảo, ok. Rồi, thế là như thế là cái này mà từ dưới đất mà lên trên nóc luôn các bạn, ảo không? Trời ơi. Còn bức tường này, à, hóa ra là làm bằng màu đen các bạn ạ. Quay, thì ra là như thế nha. Có nhiều bạn đi vô trong kia nhưng mà làm sao mà đi lên trên này được. Trời ơi, lên trên này là ngắm hồn hôn nhìn nó mới đẹp nè. Hóa ra là cái này nó làm dấu cộng, hồi lắm, làm chữ thập à. Nó cầm một đường hầm đi lên kia nữa nhưng mà chắc nó chưa update ấy. Xịn nhờ. Lần đầu tiên mình khám phá được cái này cũng hay phết ấy. Ok, bạn nào mình chưa thử vào thử nhá, xịn thật đấy. Uầy, còn nào nữa không ta? Đưa bên đây xem nào. Cái mộng tím này, cái mộng tím này cũng chỉ là vậy thôi. Mình qua bên này á, bây giờ quét cái một các bạn. Bây giờ quét cái một luôn. Rồi bây giờ mình lại gần cái cục mộng tím này. Còn mộng xanh xanh này. Ấy trời ơi, hóa ra là đứng cái chỗ này là như thế. Ê trời ơi, làm sao mà đỡ được. Ui ơi. Ê, tí. À, nhảy lên được các bạn. À, này cũng dễ ha. Ui, mình đi qua khắp nơi luôn các bạn ạ. Mà ở dưới hình như không thấy mình thì sao đúng không ta? Ở dưới mình có thấy mình không nữa? Chắc là không thấy mình rồi. Nhảy qua đây xem. Ồ, đi qua đây được nè. À, chỗ này, xuống chỗ này được nè mọi người. Xuống này được nè. Đấy. Lại thêm một góc mới nữa các bạn ơi. Ảo chưa?
Rồi chỗ này nhảy lên không được, đi vô không được. Ờ à, này vô không được nè. Nhưng mà khoan, nhưng mà khoan, mình thấy một cái mẹo gì đấy. Rồi hết mẹo luôn rồi, hết mẹo luôn rồi. Rồi quay lại. Ôi giời ơi, ok nha. Phát hiện quá trời góc bung luôn các bạn nè. Chỗ này hồi nãy vô này dễ đó nè. Còn cái chỗ bên này thì qua chưa ta? Ừ, bên này không qua chưa ta? Chưa chưa hay sao? Để mình nhảy lên lại. Lên lại các bạn, lên lại. Rồi xuống chỗ này à, chỗ này đi được, bơi được, cái này bơi được. Ồ có những... À, các bạn kia rớt vào kia kìa, mọi người thấy không? Các bạn rớt vào kia kìa, đó. Đấy, rớt vào bờ không biết làm gì trở nữa. Cái này mà chơi trúng tìm là ba cháy luôn. Nhưng mà biết bung thì ối rồi luôn các bạn. Xịn chưa? Trời ơi, không biết các bạn nào đã vào được trong này chưa? Chắc là có mỗi tôi quá. Nói thiệt đi, chắc mỗi tôi. Nhưng mà lỡ đâu có một bạn ai đấy cũng vào được nhưng mà không có, không có đăng cho mọi người ấy. Nhưng mà quan trọng là mọi người xem video này, mọi người bấm like nha. Chọn video này không có thông báo mọi người cũng hơi buồn. Ui cái thiền nè. Rồi, cái này hồi nãy qua được nè. Ui tính ra nước màu xanh này nó cũng nhiều đấy. Nhưng mà cái này là chỉ là mình kiểu như góc lỗi game thôi. Ờ đi vô, mình nghĩ là đi vô trong bung vô xuống chỗ này được nè, xuống vô trong này câu được nè mọi người ạ. À, mình nghĩ là như thế đó, bởi vì nó có nước, nó có nước được. Còn màu xanh xanh này mình đi vô được nè, màu xanh xanh này á. À, hóa ra là như thế nha, hóa ra là nó bị góc nè, đấy mọi người thấy không? Trời ơi, nước mà nó chạy bị góc luôn hả? À, ma thịt. Ui ok, quá trời quá trời quá trời bí mật mọi người, mình đã tiết lộ quá trời bí mật của game rồi. Bây giờ mình sẽ đi đâu ta? Ok, bây giờ mình sẽ lên trên nóc kia, lên lại chỗ kia một lần nữa nha. Mình lên lại ở trên này một lần nữa nha mọi người ạ. À, mấy chiếc xe chạy ra lẹ mọi người. Lên trên này bật xe được mới thế nó mới vui. Thế là bây giờ mình đã đi xuyên map luôn rồi mọi người, đi xuyên lục địa luôn rồi mọi người ạ. À, ok, nhảy bên đây. Mình nghĩ là chỗ này đi ở trên không được nè. Đấy, thấy chưa, nãy giờ mà làm tưởng mình cứ đi trên cục kia làm cái gì á. Thảo thật. Cầu thang này té xuống có sao không? Ờ, à, đỡ mình cho thằng ba nó qua cửa. À, cái này cần gì? Cái này mình đi thẳng qua được. Cái này mình đi thẳng qua được luôn. À, hóa ra là như thế. Ây da, thì ra là vậy các bạn ơi. Đi lên trên này nào. Ây da, ây da, ây da, cũng điệt nhờ. Ok. Ây da, tưởng cái cổng này nó sẽ dẫn mình một cái nơi khác nha, chứ không phải sang bên chỗ này. Có thể là một nơi khác nữa. Mà nơi khác thì đỡ mình coi thử. Mình sẽ khám phá ra một cái nhiều góc vuông hơn. À, tại sao mình không làm cái này sớm hơn? Mình, tại sao mình không cho mọi người xem cái góc vuông này sớm hơn để mọi người vào trong này nhờ? Nhưng mà không sao, mình, bây giờ mọi người vẫn xem kịp là mọi người vẫn vào kịp nha. Ok, nhưng mà nhớ bấm like đấy, bấm like là buồn ấy. Ok, ui, xịn chưa? Rồi, đi xuống chỗ này được không? Xuống này, rồi, xuống dần dần chỗ này nè. Xuống nè. Xuống nè, xuống dưới tầng hầm luôn. Mình đã xuống dưới cầu thang. Lại thêm một góc vuông nữa. Dưới cầu thang nè, nhưng mà cầu thang nó thấy mình không ta? Cầu thang nó không thấy mình, đúng rồi, cầu thang mình thấy nó không thấy mình. Ok, buồn quá trời nha. Ây da, cái nhiều bạn buồn như đây luôn nè. Trời ơi, nhưng mà sao, khoan khoan khoan, mình có đó hơi sai sai. Mình đi vô được, mà đi ra không được là sao? À, đi ra được mà. Quên, cái chỗ cục kia nó bị dướng dướng cái gì. Ok, mình sẽ nhảy xuống đi lại nha. Xuống lại coi. Ok, xuống lại, nhảy xuống. Đó, rồi nha mọi người ơi. Ủa, đi qua đây được nè, đi qua được nè. Đó, đi qua được mọi thứ luôn nha. Rồi cái chỗ này nó cũng có một cái cầu thang. À, cầu thang này là cầu thang nó game nó chồng chồng lên nè mọi người thấy không? Game nó chồng cái cầu thang lên thấy không? Kiểu như lỗi game á. Ừ, game nó thiết kế một vậy. Ok, thế là như thế nha. Cái màu đen đen này mình chung vô trong này mình trốn luôn này, bất tử. Bất tử luôn. Ai mà tìm được. Ui giời. Ok, xịn chưa? Quá trời bí mật rồi. Mình nghĩ là còn nhiều bí mật ở trong này lắm, mình cũng chưa vào chứ bây giờ mà đi một chút xíu nữa là ra một đống cái lỗi game nó lỗi tết. Đấy thôi. Ok mọi người, chắc bây giờ thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye, nhớ like và đăng ký kênh nha.